Các bạn ơi, đây là thành phẩm của cái món tôm khô mình vừa mới làm xong các bạn ạ. Làm thế nào chúng ta có thể làm được cái tôm khô này bóc đơn giản mà ăn nó vẫn giữ được cái độ ngọt của tôm thì mình mời các bạn ngay sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ quay một video làm tôm khô các bạn nhé. Ở đây thì mình có lựa mua được cái tôm đồng nó rất là to như thế này. Và mình mua từ buổi sáng cho nên là mình bỏ tủ lạnh luôn để cho nó tươi, nó giữ được cái độ tươi. Thì nếu như mà các bạn mua về mà các bạn làm luôn được thì nó sẽ rất là ngon. Còn không thì các bạn có thể bỏ tủ lạnh khi nào ngăn đông mềm ấy các bạn. Để khi nào mà các bạn rảnh thì các bạn làm tôm khô. Và tôm khô này thì có thể các bạn dùng để ăn những cái món ví dụ như là kho quẹt này, hay là làm tôm khô rang, hay là nấu canh, canh bầu á, ăn rất là ngon. Mà mình tự làm nữa thì nó sạch. Và các bạn khi mà các bạn làm tôm khô ấy thì các bạn lựa cho mình những cái con tôm nó lớn một chút nhá. Ở đây thì mình sẽ lọc luôn ra những cái con nó nhỏ để mình đem mình rang thôi. Còn những cái con lớn ấy thì mình làm tôm khô. Và ở đây thì mình có mua được chỗ này là nửa ký tôm khô này các bạn này. Là tôm tươi, mình xin lỗi. Nửa ký tôm tươi, tôm đồng đấy ạ. Nhìn ngon không các bạn? Đó. Tôm này ngon lắm luôn á. Tại vì là nó tươi, nó giữ được cái độ ngọt. Và đặc biệt là tôm đồng các bạn ăn, các bạn sẽ thấy là cái phần thịt tôm nó ngọt, ngọt nhiều lắm. Nó không như cái tôm sắt đâu ạ. Tôm đồng này ở chỗ mình người ta đang bán á, là 200.000 một kg này. Chỗ này nửa kg, hơn nửa ký một chút thì người ta lấy mình 100 mốt. Nhưng mà lâu lắm mới mua được ấy các bạn. Tại vì bình thường nó chỉ có tôm nhỏ như thế này thôi này. Các bạn sẽ nhặt hết đi cái phần tôm bé đi cho mình nhá. Đó, sau một hồi mình lựa thì mình còn lại khoảng 300 gram tôm tươi to như thế này các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa thật là sạch cái phần tôm các bạn nha. Cái phần tôm này để sơ chế cho nó không có bị sạn đấy, và nó không có bị bẩn thì các bạn sẽ rửa sạch cho mình với nước muối loãng nhé, để cho cái tôm của chúng ta nó không có bị tanh. Các bạn rửa cho mình bằng nước muối loãng như thế này để cái phần tôm nó được sạch hơn. Tôm đồng á, là các bạn mẹo lựa chọn tôm đồng đó là những cái con tôm mà nó có càng rất là to như thế này, hoặc là tôm sông cũng được. Sau đó thì các bạn giặt sạch lại cái nước cho mình nhé, làm sao để khi mà các bạn làm á là nó sạch, nó không có bị hôi, nó không bị tanh, làm tôm khô của mình nó ngon hơn và nó ngọt hơn. Làm tôm đồng thì nó có một cái đặc điểm đó là phần thịt tôm nó rất là ngọt. Sau khi mà các bạn đã rửa sạch như thế này rồi thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nước, chút nước thôi nhá, để mình cùng làm khoảng 500ml nước các bạn nha. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 500ml nước nhá. Các bạn cho vào một cái nồi. Sau đó thì để làm tôm khô nó chóc vỏ được nhanh hơn và nó thơm thì các bạn sẽ dùng cho mình giấm nhá. Giấm ở đây thì các bạn có thể sử dụng giấm gạo hoặc là giấm mà các bạn tự nuôi bằng chuối á, đều được, nó đều rất là giữ được cái mùi thơm. Với 500ml nước này thì các bạn sẽ dùng cho mình 1.5 muỗng giấm. Đó. Khi nào mà các bạn thấy nước sôi rồi thì các bạn mới cho cái phần tôm vào các bạn nha. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy nước nó sôi như thế này rồi thì các bạn sẽ cho cái phần tôm vào nha. Các bạn cho cái phần tôm vào. Sau đó các bạn đảo đều lên để cho cái phần tôm của chúng ta nó ngập hết nước và nó chín đều. Các bạn thấy không, khi mà các bạn dùng tôm đồng ấy thì các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn cho vào nước như vậy, nước sôi nóng như vậy thì cái tôm của chúng ta nó chuyển sang cái màu đỏ au này, nhìn ngon không? Mới luộc thôi là đã thấy nó ngon như thế này rồi. Các bạn đảo cho mình đến khi mà tôm nó chín nhá. Chín một chút,
khoảng khi mà các bạn thấy tôm này nó sôi liên tục, tính từ lúc mà các bạn cho vào nước nóng như này mà nó sôi liên tục trong khoảng 2 phút thì tôm sẽ chín. Và khi mà các bạn cho khoảng 2 phút như vậy rồi, sau 2 phút nữa thì các bạn sẽ cho thêm một chút muối vào để khi mà các bạn làm tôm xong ấy nó sẽ nhanh, dễ bóc vỏ hơn. Các bạn đừng có cho vào lúc đầu nha. Đó. Và cái tôm khô nó phải có cái vị đậm một chút, cho nên là với từng này thì các bạn sẽ 500 ml nước như thế này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình khoảng 15 đến 20 gram muối nha. Đó. Các bạn cho nhỏ một chút nước. Các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn cho giấm vào như vậy thì nó sẽ khử được cái mùi tanh rất là tốt cho tôm. Thì khi mà các bạn làm ấy, nó tôm nó không có bị tanh. Đó, nhìn tôm đồng cái thấy nó khô lên này. Màu nó rất là đẹp. À, các bạn ơi, khi mà các bạn đã nấu cho mình được 2 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ thêm cho mình là 10 gram muối vào nha. 10 đến 15 gram muối để cho nó dễ tróc vỏ hơn. Và các bạn không nên thêm vào lúc đầu nhé. Các bạn cho thêm vào sau 2 phút như thế này và các bạn đảo đều để cho cái phần muối nó tan ra. Sau khi mà các bạn cho muối vào thì các bạn sẽ thấy là cái phần vỏ tôm nó sẽ đỏ đỏ luôn này. Đó. Và các bạn đun thêm cho mình khoảng 1 phút nữa thì là tôm nó sẽ được nha. Các bạn đảo đều để tôm nó chín được đều hơn. Và các bạn luộc thì khi mà các bạn luộc tôm ấy, các bạn cho vào cái nồi nó nhỏ thôi thì nó nhanh chín, còn nồi lớn quá thì nó ít nước ấy các bạn. Nó sẽ không ngập được hết tôm thì cái tôm của chúng ta nó lâu. Khi mà các bạn thấy cái phần tôm của chúng ta nó được như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp đi cho mình nhé. Và bây giờ các bạn sẽ đổ cái phần nước này đi và để tôm thật là ráo. Sau đó chúng ta sẽ đem phơi nha. Các bạn sẽ dùng cho mình cái đổ phơi một chút để mình đổ cái phần tôm ra nó được ráo róc nước nhanh hơn. Sau đó thì chúng ta mới đem đi phơi nhé. Tôm đồng thì nhìn nó đỏ như này này và ăn thì nó sẽ rất là ngọt thịt, nó không có vị bã. Mình lựa những con lớn một chút. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái mẹt hoặc là một cái rổ lớn hơn để mình đem mình phơi cái tôm này các bạn nha. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần tôm này ra một cái giá nhé, để chúng ta đem đi chúng ta phơi. Đó, cái giá màu thưa một chút thì các bạn phơi nó sẽ nhanh khô hơn. Nếu như mà với thời tiết mà nắng lớn ấy thì các bạn sẽ phơi cho mình 2 nắng thì là tôm nó sẽ đủ. Còn nếu với thời tiết mà nắng nhẹ vừa phải thì các bạn phơi cho mình 3 nắng nhé. Đó, các bạn phơi như vậy này. Dàn mỏng ra để cho tôm phơi nó được nhanh khô hơn. Và các bạn cùng chờ với mình kết quả sau 3 ngày phơi nắng nữa các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Tôm khi mà các bạn phơi như thế này thôi đã thấy nó rất là ngon rồi, tại vì là cái tôm đồng nhìn màu nó đẹp mà nó ngọt, ăn rất là ngọt thịt tôm luôn. Các bạn ơi, đây là tôm sau khi mà mình phơi được 1 nắng thì nó cũng đã khá là khô rồi. Nó khá là khô rồi như thế này rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nó thêm một nắng nữa để cho cái phần tôm ở phía trong nó khô, khi mà mình bóc nó sẽ được dễ hơn các bạn nhé. Còn như thế này, nếu như mà các bạn muốn thu hoạch sớm làm tôm khô 1 nắng ấy thì nó cũng sẽ rất là ngọt.
và ngon thì lúc này mình cũng có thể dừng lại được, nhưng mà ở đây thì mình muốn nó được ngon hơn một chút cho nên là mình làm nó như vậy này các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó đã khá là khô rồi, nhưng mà để khô hơn thì khi mà các bạn bóc ở cái phần phần đuôi tôm như thế này nó sẽ dễ hơn các bạn nhé. Và đây thì mình sẽ phơi thêm một nắng nữa các bạn nha. Hôm nay trời nắng rất là đẹp này. Đó, lát nữa thì mình sẽ mang ra ngoài để mình phơi. Đó. Và mình cùng hẹn các bạn vào ngày mai, sau đó thì mình sẽ kiểm tra lại cái phần tôm này các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã phơi cái phần tôm này cho mình được chỗ này là mình phơi 2 ngày nắng này, 2 ngày nắng to cộng với là rất là hanh ấy, cho nên nó khô ráo luôn như thế này luôn này. Và các bạn sẽ bóc cho mình cái phần vỏ ra nhé. Các bạn sẽ thấy là bóc cái phần vỏ nó rất là dễ. Đó, các bạn chỉ cần véo một cái là nó ra rồi. Và các bạn nhìn thấy cái phần thịt tôm nó rất là đỏ, đỏ au như thế này này. Cái món này thì các bạn có thể chấm với những cái nước giấm chua ấy, cái nước mắm chua ấy để chúng ta ăn. Các bạn để cho mình cả cái phần đầu tôm như thế này hoặc là các bạn bỏ đi cũng được, bóc hết cái phần vỏ đi là chúng ta sẽ có một cái mẻ tôm khô rất là ngon. Và các bạn cứ bóc cho mình tương tự như vậy cho đến hết nha. Các bạn ơi, sau một hồi bóc thì mình chỉ bóc được có từng này thôi này. Nó được chút xíu thôi nhưng mà ăn nó sẽ rất là thơm, các bạn nhìn thấy không ạ? Cái tôm nhìn đỏ au luôn này và rất là ngon. Và cái phần tôm đồng ấy thì các bạn sẽ thấy là cái phần thịt tôm rất là ngọt. Cái này thì các bạn sẽ chấm với những cái nước mắm chua và chúng ta có thể ăn được ngay các bạn nhé. Đó, và mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ làm thành công cái món tôm khô này các bạn nhé.